Quý vị và các bạn thân mến, trước máy quay chúng ta đang được tham khảo và trải nghiệm cặp JBL nổi tiếng đến từ California, Mỹ, còn đang mới và đẹp xuất sắc trước máy quay cho model JBL CF150. Đây là một trong những model tiêu biểu nổi tiếng của hãng JBL trong phân khúc tầm tiền, khá là phù hợp, sở hữu giải trầm uy lực mạnh mẽ vô địch với tiếng bass xuống rất sâu, cũng như trung âm lớn và quả check kèn trên CF150. Đến từ California, Mỹ, và đặc biệt trong đoạn clip này tôi đang phối ghép cùng với một con bao kiêm âm niffer, hay một con hay còn gọi cách khác sở hữu cả công suất của đẩy, công suất rất là lớn cho model sân chui 4023 được sản xuất vào năm 2017, đát cao nhất và cuối cùng của hãng sân chui được xuất hiện trên thị trường với 24 sò xanh đen nổi tiếng tương tự như Acufei và mang lại chất âm rất là tuyệt vời. Sở hữu phong cách của cấu hình này, chơi thập cẩm các thể loại nhạc từ bolero hay trữ tình thể hiện vô cùng ngọt ngào và chi tiết. Và chúng ta có thể kết hợp chơi nhạc vàng cực hay trên cặp CF150 khi được phối ghép với con bao âm niffer này. Và đồng thời đây cũng là một trong những model chơi sàn hay remix hay karaoke. Với uy lực của giải trầm, nó có thể cân sức với hai cái súp khủng hạng nặng nhất ở phần khúc bass 40. Tại sao lại như vậy thì có lẽ câu trả lời xin mời quý vị cùng mang tai phone và chúng ta cùng lắng nghe một vài đoạn nhạc quen thuộc mà tôi thường test trên kênh, và chúng ta sẽ có câu trả lời rõ nhất với sự thể hiện tê tái và chi tiết đến từng tiếng gõ nhỏ nhất của nhạc cụ. Ai có tai phone xin mời anh em cùng mang tai phone để trải nghiệm cấu hình này. Tín hiệu tôi đang mở từ trên TV đó, kết hợp với vang và con bao âm niffer sân chui PR4023 cho CF150. Sâu thẳm và ba dải âm thanh trong mắt. Có thể thấy được sự thể hiện đỉnh cao với chất âm của giới sành nghe và sành chơi cho JBL CF150. Xin mời quý vị cùng ngắm nhìn lại cấu hình của cặp loa tuyệt đẹp này. Được trang bị với phần thùng gỗ màu đen huyền bí và sang trọng cho model JBL CF150 đến từ California, Mỹ. Với phần thùng cao tới 90cm, ngang 48 và sâu 45,5, nặng tới 70kg. Với công suất trung bình cho đôi loa này ở ngưỡng 650W trên trở kháng 8 ohm, độ nhạy cao 98 dB. Được trang bị một bát siêu trầm 40cm, gân cao su đúc, xương đúc, hai cái ống hơi to như hai ống cống phía sau lưng, mang lại cho tiếng bát đánh uy lực mạnh như dư chấn. Anh em có thể thấy được rằng những model nổi tiếng này sở hữu tiếng trầm của nó xuống rất sâu và rất là mạnh mẽ. Khi chúng ta chơi karaoke hay nghe nhạc ở những không gian phòng khách lớn tới hàng trăm mét vuông, quý vị không có khái niệm biết tới súp và trầm là gì. Đây cũng là ưu điểm và đặc trưng đầu tiên. Và tôi lưu ý rằng những cặp loa khi còn rất là mới, từ cái màu màng bát cho tới gân, chúng ta sẽ thấy được rằng nó còn xanh mướt. Đó. Mặt của nó là vân tráng men màu xám đá, rất là đẹp và sang trọng. Gân đúc cao su, gân béo, to gấp rưỡi gân thông thường.
Đó, quý vị quan sát cái gân cho độ đàn hồi cực tốt và hai cái ống cống đường kính phi 100 phía sau lưng, mang lại cho giải trầm mạnh vô địch. Phần bên trên là một trung âm 18 cm, gân vải lụa tẩm dầu và một cái ê căng lưới thép hoa dâu rất đẹp, một quả check can miệng 14 từ xít soát bằng mặt noa nằm trên cùng cho model CF150 đến từ Made in USA với biểu đồ giải tân hoạt động của noa được thể hiện về phía mặt trước và logo JBN màu vàng cam rất đẹp, màu đỏ cam. Tất cả nguyên cặp loa đẹp xuất sắc. Phân tần trang bị luôn cầu chì bảo vệ cho check phía sau lưng khi chơi karaoke hay sàn hay remix, khiến cho tường hàng xóm cũng phải rung bần bật mà chúng ta không lo vấn đề hỏng check. Ở đây thì phần phối ghép, tôi đang phối ghép cùng với một con bao kiêm đẩy của hãng Sân Sui đến từ Nhật Bản, còn đang đẹp và mới long lanh. Những con bao này thì chất âm của nó thì chúng ta không bàn luận, nó sở hữu 24 đèn Zika xanh đen tương tự như là đèn của Akufei, hay cụ thể hơn thì đèn Zika trang bị trên những con Jaguar như 203 và 506. 506 thì đắt ở ngưỡng 20 triệu đồng thì mới được trang bị 8 con đèn Zika, trong khi với Sân Sui 4023 thì trang bị tới 24 đèn Zika xanh và đen. Lưu ý với quý vị, xanh và đen, 12 đèn đen mặt trên và 12 đèn xanh mặt dưới, được sản xuất còn nguyên cả tem cờ của hãng vào 13 tháng 7 năm 2017. Đó, anh em quan sát này. Tôi sẽ zoom lại máy và để chúng ta cùng quan sát ngắm rõ hơn. 13 tháng 7 năm 2017. Mặt phay nhôm, điện cảm ứng theo giai điệu của nhạc, điện nháy nét đời cao, trang bị 4 cái volume, 5, 6 cái công tắc điều chỉnh, gồm có 2 volume phía bên cánh phải, cánh trái. Điều chỉnh cắt tần số cho riêng từng kênh, có 3 chế độ cắt tần của giải bass, mang lại cho tiếng bass xuống sâu thẳm và rất mềm mại. Đó. Chúng ta thích chơi ở chế độ nào quý vị có thể nhấn ra và quý vị có thể bật tùy chỉnh ở đây. Đó, theo các chế độ và chúng ta sẽ nhấn khóa lại. 2 cái volume điều chỉnh riêng biệt cho từng kênh âm thanh. Đó, và 2 cái volume, một volume điều chỉnh nó có một cửa thứ ba chơi loa toàn giải 16 ohm, rất là đặc biệt và cũng là khác biệt với các dòng bao hay đẩy hay âm ni thông thường trên model Sân Sui PR4023. Với phần công suất và mạch xử lý tiếng được trang bị dày đặc linh kiện đắt đỏ và thiết kế mạch đứng không bị hấn bụi qua mùa nồm ẩm của khí hậu trong nước, thì chúng ta thấy rằng nó là siêu bền và nó chất tới từng cọng dây. Tất cả những cọng dây đều là được thiết kế dây đồng và được mạ bạc. Quý vị có thể quan sát này. Chúng ta quan sát thật kỹ ở các cầu dây. Tất cả cầu dây của nó thì như cầu đấu của hai con tụ đúng bằng hai cái non bia này, là cầu được đúc bằng đồng đỏ, và tất cả các cái đầu bọc bắt dây đều được thiết kế ốc và mạ bạc toàn phần. Một cái biến áp xuyến to như cái nồi cơm, anh em thấy không ạ? Mạch xử lý linh kiện dày đặc về phía mặt trước cũng như hai vỉ hai máy. Anh em thấy rằng nếu như đẩy thông thường thì được thiết kế hai vỉ như thế này thì đó là quá khủng, quá hay rồi. Đây, anh em nhìn con tụ của nó kinh khủng không ạ? Phía mặt trước của nó là dày đặc linh kiện xử lý âm thanh đó, cũng như cắt tần của các giải. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng với con bao của hãng Omnifer, bao Omnifer của hãng Sân Sui PR4023 đến từ Nhật Bản này, có lẽ rằng chất âm chúng ta không bàn luận nhiều. Nó đã thiết kế chi tiết và sử dụng toàn bộ những linh kiện đắt đỏ tới từng cọng dây hay từng con ốc hay từ phần trang trí, đó là siêu đẹp và sang trọng. Đó, anh em ngắm trực diện mà anh em sẽ thấy nó đẹp hay không, thay cho câu trả lời của tôi. Với phong cách chơi các thể loại nhạc phổ thông nhất hiện tại và karaoke chuyên nghiệp trên cấu hình này, tôi đang phối ghép cùng với một con vang K690 Furnace chạy chip giải mã 32 bit DSP, tích hợp giải mã cổng quang Bluetooth, điều chỉnh phần mềm máy tính, cắm USB, và đặc biệt rằng nó có tới 7 nút chỉnh nhạc, trong đó 3 nút bass, 2 nút trung và 2 nút check, cho phép cắt tần số các giải của âm thanh ở mức độ tuyệt đối và cho phép lưu nhớ toàn phần ở phía bên ngoài. Khi chúng ta điều chỉnh bên ngoài bằng tay, quý vị có thể lưu nhớ toàn phần giống như điều chỉnh ở phần mềm bằng máy tính, cũng có thể lưu nhớ bên trong máy tính. Ưu việt khác biệt với một số thế hệ thấp thông thường chạy chip giải mã 32 bit DSP USA. Hai chế độ ECHO thì vọt riêng biệt cho kênh R và kênh N. Thông thường thì anh em thấy rằng nó điều chỉnh chung cho cả hai kênh. Đó, một nút ở đây thì nó thiết kế riêng biệt cho hai kênh mà chúng ta có thể điều chỉnh cho bất kỳ giọng hát nào. Đó, ví dụ cùng một nút thì chúng ta có thể hai tay mic và hai kênh thì điều chỉnh cho mỗi người một chất giọng khác nhau ở mức độ tuyệt đối. Anh em thấy giá trị hay không? Thì chắc chắn rằng
qua phần sơ lược về cấu hình này. Anh em có thể thấy rõ, phần bên trên tôi đang phối ghép cùng với một con mic cao cấp Sennheiser, thương hiệu nổi tiếng đến từ Made in Germany. Đó, đây là dòng thế hệ cao cấp nhất hiện tại, mang lại cho chất âm chuyên nghiệp cho anh em làm sự kiện cũng như các phòng hát, hay hát chuyên nghiệp hay các phòng hát gia đình. Anh em nhìn hai cái màn hình rất to, chiếm tới 2/3 mặt của con mic thông minh này. Hai cái tay sách bằng hợp kim trắng toát và hai cái tay của nó rất là đẹp. Anh em quan sát tay. Tay của nó vỏ đều làm bằng hợp kim Sennheiser Made in USA. Đó. Nhìn thôi đã thấy đẳng cấp rồi. Chất âm thì chúng ta không bàn luận. Đó, như vậy chúng ta có thể thấy rõ là cấu hình mà tôi đang review gồm cặp JBL CF150 và con bao âm Nifer của hãng Sennheiser đến từ Nhật Bản PR4023, cũng như một con vang xịn sò và một bộ mic xịn sò. Phong cách chơi các thể loại nhạc không tốn kém tiền đầu tư súc và trầm, anh em cũng chẳng cần phải loan lời. Chơi nguyên cấu hình này cho phòng 100m, bao cho anh em riêng giải trầm, nó đánh tường hàng xóm rung bần bật, không nói gì tường phòng 100m. Chúng ta không tốn kém tiền mua súc và trầm. Đó, nghe các thể loại nhạc phổ thông nhất hiện tại và kết hợp với karaoke cực kỳ là ngọt ngào và chi tiết. Xin chân thành cảm ơn.